thịt bò, đấy, barbecue rất là ngon. Mình đặt thì trước thì nó phải làm trước mà. Đây có 6 phản mới đỏ lên. Đấy mình. Không cần cắt chứ còn bà nội ngại đi nhá. Thấy không? Vẫn thấy không? Ba người. What? Bây giờ đèn đã lên. Lấy đũa. Đồ ăn đã xong. Đấy, rất là ngon. Cô Hương đang nướng thịt đây. Livestream đấy. Thanh niên bốp này. Đã ăn rồi à? Thanh niên bốp đã ăn rồi à? Đâu cháu nếm thôi. Ăn thêm một đĩa. Thằng Lê đang dán cái này. Ăn luôn đi, kêu về ăn luôn. Món này đưa có đắt hàng. Ôi, ca có ngon thế nhỉ. Chiến đây, chiến đây các bạn ơi. Chiến đây. Đội mũ lên, mấy thằng đội mũ lên. Càng Tuấn nữa. Đội mũ lên. Rồi. Chiều về đã ăn đâu. Quá lung linh luôn mà. Ê. Đội hình 80 đang chế biến thức ăn ở một nơi rất là khó khăn, vùng sâu vùng xa, điện không có, đóm thì không. Không có tí đèn. Đấy. Đấy. Hình như là thức ăn cũng cháy hết rồi thì phải. Đấy. Đúng không bốp? Ừ. Cháy hết rồi. Nhá. Tối lắm. Đây, hiện nay đang rất tối. Ở vùng sâu vùng xa. Ở Mộc Châu. Trên này cũng có một đám đang rất là vui. Tối đen nhưng mà rất là vui.